Và bây giờ mình sẽ test ánh sáng thực tế của hai chiếc đèn pin 2 kg MT03 và MT07 nha các bạn. Thử xem ánh sáng của nó trong thực tế nó sẽ như thế nào. Thì bên tay trái tôi là chiếc MT03 và bên tay phải là MT07S. Thì cả hai chiếc đều là của hãng 2 kg và sử dụng con chip LED XHP 70.2 là một loại chip LED có chỉ số quang thông mạnh nhất. À, đều của hãng 2 kg cả. Chỉ có khác là một bên là ba con chip và một bên là một con chip thôi. Thì đây là chiếc MT07 nè, như các bạn thấy MT07 thì ánh sáng của nó gom và chiếu xa và nó điểm khác biệt là cái nút điều khiển của nó thì chúng ta sẽ nhấn để tăng độ sáng theo từng nấc và nó sẽ có bốn nấc đây là nấc đầu tiên nè thì chúng ta muốn tăng lên nữa thì chúng ta nhấn giữ để tăng lên độ sáng ở mức 2 và đây là đều mức 2 nha mức 2 là cũng bằng với những cái đèn pin bình thường rồi đó thì nhấn giữ nữa nè nhấn giữ để tăng lên mức 3 đây là mức 3 nha mức 3 là trên mức bình thường rồi đó bằng với những cái chiếc xe ô tô mà mình hay thấy đó nhưng chưa đâu còn mức 4 nữa đây là mức 4 nha các bạn mức 4 là 50 phần trăm là của cái công suất của nó thôi đó là 2.500 lumen á và khi chúng ta nhấn một lần nữa thì nó sẽ trở về mức 1 đây là mức 1 nha và để bật maximum chúng ta bấm hai lần cho dù on hay off thì chúng ta bấm hai lần nó vẫn bật maximum nha bật ngay luôn đó là chế độ khẩn cấp thì các bạn thấy như thế này là công suất hết công suất của một con chip LED à, đó các bạn, 5000 lumen. Rồi giờ là tới cây MT03. MT03 thì nó sẽ dễ chịu hơn là cái nút bấm của nó. Thì chúng ta dừng lại ở bất kỳ một cái mức sáng nào chúng ta vừa ý thì chúng ta sẽ buông nó ra. Đó, nó rất là dễ chịu. Đó. Nó không phải là từng nấc giống như MT07 và để bật maximum á thì chúng ta chỉ cần nhấn hai lần để bật maximum. Nó rất là nhanh nó chế độ khẩn cấp mặc định của tất cả các dòng đèn pin của hai Hikali luôn. Đấy, các bạn thấy đây là chế độ maximum, 15.000 lumen nha các bạn. Hiện tại là 15.000 lumen. Một con số khủng khiếp, sáng rộng, rất là rộng. Tuy nhiên nó chiếu không xa bằng MT07 đâu. Chỉ một con chip LED thôi, 5.000 lumen. Rất là đơn giản nhưng mà chiếu rất là xa. Còn MT03 thì nó ba con chip LED nhưng mà nó chiếu ở khoảng cách là khoảng chừng 200m trở lại. Nó chiếu rất là rộng, còn MT07 thì nó gom xa nha. Nó khác chỗ đó thôi Đây MT03 nè Chiếu chối loa luôn May là cái Điện thoại mình quay nó có chức năng là giảm Độ sáng, cân chỉnh độ sáng rồi đó Mà nó cũng đã cháy sáng cỡ đó rồi đó Đây mình sẽ chiếu ra ngoài kia cho các bạn xem nha Cây cột điện nó cách đây khoảng 400m đó, Chứ không ít đâu rồi Nó rọi Thấy rất là rõ luôn kìa đó. Đây là MT07 nha chiếu xa cực kỳ xa, MT07 là chuyên dùng trong lĩnh vực hàng hải, dùng đi tàu biển các bạn, đi tàu thuyền trên sông á, thì dùng nó chiếu xa để mình tránh trước những cái chướng ngại vật, loại này rất là hiệu quả. Còn MT03 thì chuyên dùng trong ngành kiểm lâm, đây mình sẽ cho các bạn thấy, nó chiếu rộng cỡ này nè, nó nguyên một cái sân cỡ một cái sân tennis là nó thoải mái vô tư luôn, các bạn thấy không? đó chiếu rất là rộng nhưng mà nó không có xa bằng MT07 thôi nó sử dụng tới 3 con chip led. Ánh sáng nó là 15.000 lumen, tổng cộng là 15.000 lumen. Nó không có xa nhưng mà các bạn bật lên những cái chiếc xe ngược chiều là có thể là họ sẽ không thấy đường nha, chắc chắn luôn. Chổi rất là chổi. Này MT07, ánh sáng nó gồm rất là chính xác, chỉ một con chip led thôi. Và tất nhiên rồi MT03 sẽ hao điện hơn MT07, bởi vì cả hai đều sử dụng chỉ có 4 viên pin 18650 thôi đây MT03 các bạn thấy không ánh sáng nó rất là khủng khiếp nhưng mà nó chiếu ở khoảng rộng và tầm gần còn MT07 thì chiếu ở khoảng hẹp nhưng mà tầm nó chiếu xa rất là xa mình sẽ cho các bạn xem đó cái độ cột điện nữa các bạn xa 400m cách đây khoảng 400m rồi những ngôi nhà đằng kia nè ngôi nhà đằng kia ở đây, đây con đường nè con đường nhưng các bạn nhìn thấy cũng biết là nó mạnh hơn cái đèn xe tải rồi ở ngôi nhà đó cách đây 700 m á như thế này rọi đường rất là rõ và MT03 thì nó còn khủng khiếp hơn nhưng mà nó chiếu được gần thôi đó, nó chiếu không tới ở nhà cái cột điện cách xa thì nó chiếu không tới nhưng mà khoảng chừng đó cái cột điện ở đằng gần này thì nó chiếu thấy nè theo cái thông số của nhà sản xuất thì MT03 chỉ chiếu được khoảng chừng 150m thôi nhưng mà mình test thực tế thì mình thấy nó sáng khoảng chừng 300m tới 400m nha các bạn mặc dù là nó không xa cả cây số như là MT07 nhưng cũng rất là giả man lắm rồi và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái cây đèn pin của hãng Skyray luôn đi đây là chiếc đèn pin Skyray loại này là loại bình dân nhất sử dụng tới 15 con chip led XMLT6 thì XMLT6 là loại chip led mà sử dụng cho những cái loại đèn pin siêu sáng thông thường mà chúng ta hay thấy đó các bạn một con như vậy thì cũng gần cả ngàn lumen tính ra là khoảng cả ngàn mốt nhưng mà nó chia dòng ra thì nó khoảng chừng À, 3000 lumen thôi nếu mà chia ra thì để mình bật lên cho các bạn xem này ha. ở đây là chế độ 100 phần trăm của nó này. thì nó tất nhiên nó sẽ không bằng những cái loại đèn pin cao cấp nổi tiếng công suất lớn này. đây là thuộc dòng đèn pin cũng khá là mạnh nhưng mà nó giá nó bình dân nó sử dụng chip mlt6 thôi thì cái chiếc đèn pin này nó sẽ có ba chế độ đầu tiên chúng ta bật lên nó là tự động nó sẽ là maximum và sau đó chúng ta nhấn một lần nữa để giảm lại còn 50% và chúng ta nhấn giữ để bật chế độ flash. Đây là chế độ flash dùng để tự vệ nha. Thì trên đây mình đã review cho các bạn xem ánh sáng thực tế của hai chiếc đèn pin MT03 và MT07S xem ánh sáng nó thực tế như thế nào và mình cho các bạn xem luôn cái ánh sáng của những chiếc đèn pin Skyray nó sẽ như thế nào. Rồi nếu các bạn có nhu cầu đặt hàng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại của mình trên màn hình hoặc là xem thêm chi tiết của À, những chiếc đèn pin này trong phần mô tả video mình sẽ để link hình ảnh của nó cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại nhé